Tú bên kia tâm bự kìa, lấy cái gỗ vớt nó anh. Nó đục rồi đó cả nhà. Rồi nó chụp. Không, anh đừng lo, không sợ. Cái giờ nước đục rồi nó đâu có gì nữa đâu, đục lại nổi à. Đã luôn rồi. Xin chào cả nhà đang xem kênh Tú Trinh Vlog nha. Mình là Trinh, còn đây là ông xã của mình là Tú. Đây là hai đứa con của mình, bé lớn là Phước Thuận. Con chào ông bà cô chú. Còn bé út của mình là anh Thư. Con chào ông bà cô chú. Vợ chồng mình muốn chia sẻ những video về cuộc sống bình dị của người dân miền Tây sông nước, đặc biệt là những món ăn dân dã của người miền Tây. Hy vọng mình sẽ mang đến cho cả nhà những video thú vị và hấp dẫn. Đây là video đầu tiên của Tú và Trinh. Xin mời cả nhà cùng theo chân hai vợ chồng mình nha. Hôm nay hai chồng mình sẽ đi xúc tép đó cả nhà. Xúc tép thì mình có cái gỗ này cả nhà, cái gỗ xúc á, gỗ xúc để mình quậy tép nó lên, quậy tép nó nổi đầu lên. Còn cái gỗ này mình để dành tép nó có nổi đó mình vớt. Còn cái này là để cho chồng mình xúc đó cả nhà, xúc một hồi là tép nó tự nổi lên. Nó cay mắt á, nó sẽ nổi gầu nó lên cả nhà. Mình quậy đục nước lên nó mới nổi tép lên cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ có tép đó cả nhà để mình xúc. Mấy cái gạch đó nó có nước rồi nó có tép. Anh ở đây có dũng mà anh. Có tép không? Chỗ này có tép với cá lồng tông nhiều em. Cá lồng tông nó đâu vậy? Cái bờ kinh gạch đó em đấu em qua cho bên kia rồi có nó cái tổ qua không? Ở nước trong mà cá lồng tông loại mình thấy luôn. Ham luôn trời. Ủa, ở đây được, em qua đây coi nè em ơi. Đây có cá nè, như cá lồng tông tép rồi. Được kìa, nhiều kìa, nổi kìa. Vậy là anh phải đắp cái đầu kia mới quậy được. Thì ở cái ống cống nằm dưới đó mình phải ém cái đó. Ém lại rồi cho đựng cá qua vô lại. Mà anh lên bên kia đem nắm. Cái này là ống bọng ở cả nhà. Giờ mình ém cái lỗ nè, rồi cho cá nó đừng qua lại á. Ém lại. Cái ống bọng bự anh. Ừ, em lấy dùng anh lá chuối đi. Tao vừa được không? Lá chuối. Cái gì cũng được, em để anh ém cái lỗ lại. Ém cái lỗ để cho cá đừng qua. Sâu cả nhà, nhưng mà nó phanh dụng đây tép chỗ gom về một cục đây nè. Nó gom về một cục ở đây đó. Nó có ống bọng như này nè. Hồi qua anh kia mình đắp cái bự bên kia nữa. Rồi qua anh kia mình ém bên cái kia nữa. Ém cái ống bọng như thế này nữa. Được chưa? Rồi. Mình bẻ lá này cả nhà, lá mình bỏ vô trong cái nồi sợ lá tép đồ cá đồ phúng ra trong cái nồi á. Đẩy bỏ cái này nè cả nhà, để cho tép nó không phúng ra ngoài được á. Nhưng mà nó phúng ra hết. Đắp bẩn bên đó, cái đấy đi anh đắp bên đây. Sâu quá vậy. Thấy gì nữa không? Sâu quá. Ốc này. Đây có ốc bu nữa. Ủa cái nhà biết cây này không có nhà? Cây này là cây heo nè, cây cù nèo nè cả nhà.
để mình ăn lẩu rồi đó, ăn lẩu mắm á. Ăn rồi ta gọi thì tay tượng nhé. Ăn lẩu mắm rồi nấu canh chua. Này mà ăn lẩu mắm có cái tay tượng này chấm ngon không? Đó ngon. Ở đây có ốc nha nè, ốc nhiều lắm. Giờ mình đắp bẩn xong rồi nè cả nhà, bắt đầu mình quậy nó lên, quậy cho đục lên đây. Cho đục. Để em xúc nha. Quậy có cá tép gì nữa, nó vô cái gỗ. Dính cống vừa bự. Lấy cái nồi em anh. Lấy cái nồi. Đi được con tôm. Lấy cái nồi em ơi, cái nồi. Dạ được con tôm nào, quậy được con tôm đã rồi. Con cá cống vừa nè. Lấy cái nồi lên. Tép kìa cả nhà. Cá có tép á, nó vô cái gỗ của mình. Rồi cái này xin khó luôn nha. Hồi đục lên nó nổi lên. Đợi nó được. Ủa, anh ơi. Trời ơi. Cá bự. Trời ơi. Lấy cái nồi. Nhảy để nhảy. Nhảy. Khủng khiếp. Trời ơi. Chết rồi. Đây cá trứng rồi nha. Ồ, đừng có hồi tâm luôn. Hồi giờ mình khô tiêu. Cái nhà. Ui. Cái nhà bự cái nhà. Cái con phi cái bả rồi. Cái gì vậy? Dạ, tôi làm cái đầu tiên ngon rồi hôm nay. Cá hồng công đó thì gì? Được rồi đó. Sao ăn cái nồi anh? Cái nồi lên. Đục lại mọi người, ép lại nổi lên. Có cái gỗ xúc này nè. Ô dính nữa anh ơi. Có gỗ xúc gì xúc mới đã nè. Ôi, cái gỗ nhỏ quá em ơi. Ôi ôi. Cái gỗ này là để vớt thôi. Thì bởi vậy. Ê kìa 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 kìa, cá nổi nè. Đó. Nó đục lại nổi nè. Có chưa? Hộp rồi, chắc quá. Đâu rồi, mới thấy nổi nè. Ê Tú ơi, tôm đúng rồi Tú ơi. Tú. Bên kia tôm bự kìa. Lấy cái gỗ vớt nha anh. Ê. Lấy cái gỗ. Ôi con. Ôi cả nhà không có bờ luôn nè. Nè. Nó đục nước rồi nó phóng lên nè cả nhà. Con tôm nó cũng dễ bắt lắm. Giờ đục nước rồi. Chứ không phải là nước là con tôm nổi đầu. Cả nhà. Nè. Đây anh ơi, cá. Con cá. Giờ nó đục nước rồi, nó đục ngầu luôn rồi nè. Đây nè. Ồ đã ghê không? Nó. Đây. Tôm nổi đầu cả nhà ơi. Wow. Cả luôn nha. Con tôm sông á là nó không bự lắm đâu cả nhà. Tôm sông nhỏ. Tôm sông là nó không được bự. Em quậy cái nữa ra. Quậy. Nó đục nó nên nổi lên được. Ôi nổi cá rồi. Buông tay cả nhà, nó chuẩn bị nổi con tôm. Ôi tôm cái gì anh? Ôi, bún lấy gỗ bự nè, Gỗ nó nhỏ không? Nhỏ. Ôi. Nó bún lắm đó nha. Cả nhà ăn tôm nổi cả nhà ơi. Giờ nước đục ngầu mà. Giờ lên mé cả nhà. Quậy nó đục là nó nổi anh ơi. Trời ơi, thấy ham quá ha. Trời con. Nó đục rồi đó cả nhà. Ôi nó. Anh ơi, nó chụp. Không, anh đừng lo, không sợ. Cái giờ nước đục rồi nó đâu có gì nữa đâu. Đục là nổi à. Đã luôn nè. Này cả nhà, cái cơm. Giờ nước đục giống như là nó bị cay mắt á. Cả nhà được con cá này cả nhà. Ghê cà nổi đầu rồi thấy không? Nó đục lá nổi liền rồi, thấy không? Lấy cái gỗ vớt. Ê, đúng. Rồi. Ê, đây rồi. Lấy cái gỗ mới được. Thì anh chặn nè. Ê, đây, thấy không? Ồ, tôm bự ha. Tôm bự. Ê, đang con đó nè anh ơi. Đâu. Thấy bún rồi nè. Đâu rồi? À, con cá nổi đầu, thấy không? Ủa, giờ này nó khờ rồi. Giờ nước đục á. Nó cay mắt á. Nó cay mắt. Nó nổi lên. Tông là nghe cả nhà. Cái lòng tông nó nước nó đục là nó tự nổi lên rồi cả nhà. Nè. Cái lòng tông này khô tiêu ngon lắm anh. Nhưng mà con nào nhỏ thì thả bỏ. Cái lòng tông này nó bay lớn thôi, tại vì lòng tông bay mà. Cái này là con cá nổi nè. Nổi lên vậy đó nha. Ồ. Con cá rầm. Cá rầm. Con cá rầm này trứng không à?
giờ là nó nổi không mà. Giờ mình chỉ chờ mình vớt thôi. Thôi chờ vớt. Đây đây đây. Đây con nhỏ con vậy thôi. Cả nhà ơi, hai vợ chồng mình là quậy một cái bún rồi cả nhà, tự nhiên rồi cả nhà, ngon rồi nha. Mình đi quậy về nhà chắc cũng khá quen luôn. Đừng ốc luôn. Ốc gì vậy? Ốc bu. Ồ, ốc bu nè, ốc bu nè cả nhà, no luôn, mập thù lù. Rồi chỗ này cũng hết rồi anh ơi, mình đi kiếm chỗ khác mình cút đi. Nãy giờ quậy mình lên nước luôn rồi. Tại nước mặn là có tôm mà. Tôm tép chết hết đi. Vô đây ấm rồi. Đi về dài mình có rau dùm đá gì nó canh luôn. Nấu lộn xộn. Cả nhà đây là rau cái trời nè cả nhà. Ở trong nhà có rau cái trời không cả nhà? Ôi, vườn ớt của mẹ mình nè, giờ phải chờ tốt lắm. Để ở chờ chút mình về mình nấu canh tập, cái canh tập tàng á. Nhãn lồng nữa nè. Bẻ đoạn nhãn lồng luôn. Còn xã mình thì đi bẻ vườn ớt rồi cả nhà. Ăn chút mình về mình nấu canh tập tàng á. Ôi, nó tốt rồi nè. Tốt hết hồn rồi cả nhà. Rải phần ớt á, rải phần ớt nó tốt, nồng nước luôn. Ở vườn này rau rất là ngon, sạch đó cả nhà, nó không có thuốc sâu rồi đó. Hồi nhỏ Trinh cũng hay đi bẻ rau nè, về nấu canh. Ở vườn là rau với lại nấu canh này nọ là mình không có tốn tiền đâu. Rau ở đây là ở vườn mà bẻ thoải mái lắm. Rồi mình bẻ mới chút xíu nguyên gỗ này nữa nè. Cái này mình bẻ hết nguyên vườn chắc nhiều dữ lắm. Để nó chút xíu rồi đó. Nhìn cái cọng nào mình cũng muốn hái vậy đó. Nó tốt rồi nè. Mới hái được rau ngon rồi ngon lắm. Ở vườn là vậy đó cả nhà. Cá với rau củ, rau rồi nè. Rau là mình ở vườn là mình hái có rồi cả nhà. Cái gì không có chứ rau với cá tép thì dễ kiếm lắm. Mời cả nhà đi về. Anh Thuận Thư về là có đồ ăn ngon anh. Hai đứa nó cũng phái anh tép nữa. Hai đứa là phái khẩu nó đó. Khẩu ở bộ súng của mẹ cũng phức hồn anh ha. Ừ, đẹp quá. Này nữa mình có cá nó còn chua cũng ngon nữa. Ừ.
thì nửa cá. Là hành quả của hai chồng mình ở nhà ơi. Cái gì nữa đó mình tốn công mình đi bắt thôi. Ốc rồi nè. Chắc ngày mai mình bắt ốc ăn đó. Ốc quá trời, nãy mình thuốc mình thấy ốc rồi. Dạ, mình làm gì ngon em? Thì cá nó chắc là chiên quá, chiên, chiên ha. Chiên rồi mấy con này kho tiêu. Rồi tép thì nấu canh ha. Ừ. Rồi. Mấy con tôm này nấu canh. Tôm tôm xong á cả nhà, nó không có bự đâu. Chỉ có lớn thôi. Giờ mình đi tắm cho anh đây. Đi tắm cái đi rồi mình chế biến món ăn nha. Ừ. Mà cả nhà xem thành phẩm hai chồng mình làm cái món ăn gì cả nhà. Nay mình mò được hai con ốc nữa nè, là thả xuống mương đây. Có hai con. Ồ, con tôm xong á. Nhập hết hồn luôn cái này. Nay mình lập nhau phụ vợ nha. Tôm này nè, mà nghe mình bóp lên vậy nè, mình thấy cục phân đó nè. Cái này là cục phân nè, chứ không phải cục gạch nha cả nhà. Này là cục phân con tôm á, mình bỏ. Cục gạch thế nào bên trong nè. Ừ. Con tôm xong mới nó không có bự. Nhỏ nhỏ. Nhưng mà thịt nó dẻ dữ lắm. Con ngót này mình lật cả nhà, mình cái bông lá cái bông nhiều nè. Mình lật cái lá trước từ từ, đừng có tuốt hết. Tuốt hết rồi toàn là bông không mà ăn không ngon. Cá này hồi mình chiên tư ha. Ừ. Cá thì hai chồng mình cũng mần thịt đó cả nhà. Cái này là cá lồng tông với mấy con cá trắng rồi đó. Mình để kho tiêu. Cái tôm này nè, cái tôm bự thì mình kho mình để nguyên con cho hai nhỏ hai bé nó ăn. Còn tôm nhỏ thì mình lấy chài á, mình giã nó ra cho thịt nó ngọt, cho nó có nước canh nó ngọt á. Còn cá rô phi này thì mình chiên tươi. Giờ mình ốp cá để mình kho hết cả nhà. Trước tiên mình bỏ miếng bột ngọt vô. Nhà mình có hai bé nên bột ngọt bỏ ít thôi. Miếng muối vô. Miếng đường luôn. Cái này là nước màu á, nước màu mình thắng ở nhà nó hơi kẹo quá cả nhà. Kẹo quá cái lỗ nó không ra luôn rồi. Nước màu mình thắng nó hơi bị kẹo đó cả nhà. Nó hơi kẹo quá, mình bỏ lấy cái đũa mất ra miếng. Còn này là nước mắm nè. Mình bỏ khoảng một muỗng nước mắm vô. Rồi mình trộn đều. Chọn đều mình để đây đi rồi mình gắp nồi cơm hết cả nhà. Gắp nồi cơm xong bắt cái nồi canh mình pha nấu canh luôn. Rồi nãy mình chưa bỏ hành đó cả nhà. Cái này là hành tím nè. Hành tím mình bỏ vô. Với cái này tỏi. Tỏi mình xấy sẵn á. Bỏ vô cho nó thơm. Mình kho cá thì mình có cái mỡ heo á thì nó ngon hơn. Lấy miếng bỏ miếng mỡ heo vô. Rồi giờ mình sẽ bắt bếp để bắt nồi canh lên. Anh đây đang làm gì anh? Anh làm gì đâu? Nhúm cho em bếp lửa rồi. À, bắt nồi canh lên. Để anh nhúm của em nha. Rồi. Thank you.
Mùa gió thôi nè. Gió lửa nó cháy, nó táp bên đây, táp bên kia. Dạng bên này đó nha, nó dạng bên rồi mình chở bên còn lại. Cá này mình chiên vàng vàng vừa thôi nó sẽ ngon hơn, rồi nó vàng quá thì nó bị cứng con cá. Để cho nó dạng bên nó ngon cứng rồi đó, chiên thằng bụng nữa. Giờ nó sâu rồi nè cả nhà, nó sâu mình bỏ tép vô hết đó nè. Cá này mình đâm ra nữa nè, để cho cái nước nó được ngọt hơn á. Mình đâm ra miếng. Còn đây là cát mà cơm nguyên con này. Cơm này nguyên con mình để. Nếu thấy sâu nữa nè, giờ mình bỏ, cũng bỏ dao vô luôn. Thì cát nó cũng mau chín nữa nè. Đây là rau cái trời nè, rau cái trời mình bỏ vô trước nè. Bây giờ bỏ vô cái cà rau xà nha. Này rau nhiều quá nên chắc bỏ lại bớt nữa ha. Này rau cải trời nè, đậu ngót nè. Rồi đậu gà ai, nhãn lồng. Bỏ nhãn lồng cho thơm nữa. Trộn lên. Giờ mình bỏ miếng muối vô hết cả nhà. Nấu canh bỏ vô miếng muối nè. Ít bột ngọt thôi. Nửa muỗng đường. Tú ơi, vô nêm nồi canh em nêm được chưa Tú? Này phải bỏ vô thêm miếng hạt nêm nữa nè cả nhà. Nhìn nồi canh hấp dẫn quá, ngon quá. Dạ tôi nấu ngon quá. Có mùa có nha, đọt nhãn lồng nó thơm quá. Thơm. Anh em vừa ăn chưa? Dạ, ngon. Ngon không? Tại nó có tôm này kia nó thơm nữa. Ngon. Thật cũng lòng nó thơm lắm. Rồi giờ anh bắt cái đó xuống kho cá ha. Nồi cá kho của mình đã cạn rồi cái này. Giờ mình bỏ hành vô, bỏ hành bỏ tiêu vô. Bỏ cái này vô. Muốn cho nó béo ngon thì bỏ vô thêm một miếng mỡ nữa. Mình kho xong rồi đó. Bỏ vô thêm miếng mỡ nữa. Rồi nhét theo vô luôn. Rồi nhét xuống. Bữa cơm của gia đình mình cũng đã xong rồi cả nhà ơi. À, mời cả nhà dùng bữa cơm không đồng với gia đình mình nha. Mời cả nhà ăn cơm với gia đình mình nha. Con mời cha, con mời mẹ, con mời ông bà cô chú ăn cơm. Rồi ăn đi con. Mẹ ăn thôi, mẹ bắt con cơm này thôi. Mẹ lột luôn rồi nè. Mẹ con. Ăn cơm, cảm ơn mẹ. Con ăn canh rồi mẹ Trang. Dạ Trang. Con canh phải không? Ừ. Cảm ơn bà. Này là rau dừa nè, ăn ngổ dưỡng nha thường thư. Ngon. Trong thiên nhiên. Nè con. Mời cả nhà nha. Ngon quá mẹ ơi. Ngon không? Ừ. Ngon nhiều lắm con. Canh này cũng ngon quá trời. Trời nóng mà ăn vô cái trời nè, mát. Ừ, cá rau quẹt ngon quá. Ngon hả? Ừ. Mẹ. Rồi mẹ cảm ơn con nha. Dạ. Cái này ngon quá, ăn làm hết chén cơm trước rồi. Ngon lắm. Ừ.
rau vườn không tốn tiền mua thì vẫn ngon. Bữa cơm không đồng mà ăn bể bụng luôn á. Nè, cá này ăn hai xương luôn á. Ừ, hai xương luôn con. Nó thầm tôm á. Nó thầm tôm mình ăn mình hai xương luôn. Về bể út mình ăn. Bữa cơm không đồng của gia đình cũng đã xong rồi cả nhà ơi. À, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video hai chồng mình nha. À, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Con chào ông bà cô chú.